Thưa quý khán giả, xã Thành Phú là xã có địa bàn rộng lớn của huyện Cờ Đỏ với diện tích gần 9.900 ha, trong đó thì phần lớn là đất nông nghiệp. Và với lợi thế đó thì lãnh đạo xã Thành Phú đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững sản xuất theo chuỗi giá trị. Nhiệm vụ hàng đầu được xã Thành Phú xác định là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, tạo tiền đề để người dân phát triển kinh tế làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê cha đất tổ. Sau khi được tiếp cận các cái khoa học kỹ thuật cũng như là được tập huấn rồi tham gia các cái mô hình phát triển tham quan thì hầu như là sau khi tham gia tổ hợp tác là đời sống của các tổ viên một ngày một nâng cao hơn, thu nhập một ngày một tăng lên. Địa phương đã xác định 3 loài chủ lực được bà con đầu tư nuôi và mang lại hiệu quả là ba ba, ếch và lương. Mỗi đợt thu hoạch đạt từ 50 đến 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục đầu tư cho cây lúa với mô hình cánh đồng lớn, được bao tiêu hàng năm là 17.940 ha 3 vụ, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững sản xuất theo chuỗi giá trị. Hiện nay toàn xã có 4 hợp tác xã nông nghiệp và 52 tổ hợp tác, trong đó có 7 tổ hợp tác trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn liền với tiêu thụ nông sản chủ lực, đảm bảo bền vững bao tiêu nông sản cho bà con. Các ngành các cấp là ở trên là hỗ trợ chúng em là cho được gia vốn rồi tụi em chăn nuôi để phát triển cái kinh tế cuộc sống gia đình. Lúc mà nuôi nhỏ lẻ thì ví dụ như lợi nhuận của tụi em là khoảng 50%, mà đến lúc mà em vô tổ hợp tác thì nó tăng lên khoảng là 70%. Trước đây thì tụi em nuôi nhỏ thì nó chưa vô cái tổ hợp tác, còn cá thể đó thì nó đầu ra nó bấp bênh, nó còn thương lái nó ít đó, rồi thêm mà nó ép giá mình được tại mình nuôi ít nhỏ lẻ. Trừ khi mà tôi vô hợp tác thì nó phát triển hơn, để phát triển hơn cho cái mô hình hợp tác đặng cấp trên hỗ trợ tập huấn rồi chuyển giao khoa học kỹ thuật rồi đó, là nó OPA nó phát triển rồi mọi thành viên của tụi em nói chung á là nó thuận lợi rất nhiều. Trước tiên là sẽ chia sẻ các cái kinh nghiệm từ tổ hợp tác để mà hội viên nông dân cũng như là những người dân có nhu cầu thì được tiếp cận với các cái khoa học kỹ thuật cũng như là tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các cái nguồn vốn vay. Các mô hình sản xuất được duy trì và phát triển đem lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,85%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 66 triệu 500 ngàn đồng một người một năm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân địa phương.